Hãy thử xem bàn chải của bạn với loại mới này, cái nào tốt hơn? Vậy đang dùng bàn chải gì? Tôi dùng. Vậy có muốn cho nó thử sức không? Cứ thử xem. Dùng cái này trước, rồi cái này. Cái nào tốt hơn? Cái đầu tiên. Tại sao? Vì chải sạch hơn giữa các kẽ răng và lông bàn chải mềm hơn. Hãy xem loại nào đây. Ồ, PS số 1 mới. PS số 1 có lông bàn chải mềm hơn, chải sạch răng, mọi người đều yêu thích. PS mà, đã có bán chưa?